Hôm nay là vấn đề của Mai Lị nha. Không quay phim mà. Đứng trên mặt đó con. Đi quay về cho bà ngoại coi đó. Ông Sáu bỏ lên cho bà ngoại coi mà. Đây nè. Mai Lị ăn cái này là khô lột chiên. À, cái này của Mai Lị đây. Mai Lị là vừa băng. Mình mở ra nè. Cái này mở màn giống như đám cưới. Cái này là ăn bữa nay ăn seafood nè. Có nè, cái này có cua lột, có co fish. Rồi có king crab nữa nằm dưới rồi. King crab nằm dưới. Có đủ thứ. Ok. Rồi. Mời. Ăn đi. Ok, ở đây là bà Sáu nè, của Mai Lị đây. Ok, ăn bên cái. Ok, này Mai Kevin đây. Hello. Kevin ăn gì Kevin? Crab cake and fries. Crab cake and fries. Ok, đây là tôm đất nè, đó, tôm hùm đất. Bên đây là con ghẹ chào bá luôn, bằng cái dĩa luôn thấy không? Cầm tấm cua dưới nữa. King crab, king crab. Đây là king crab nè. Đó. Ok. Mở king crab và ăn. Đây là Mai Lị. Ok. Nóng quá. Bên đây là một phần. Thôi được đó em về được. Bên đây cũng là một phần. Còn ở đây là mấy con hàu nhúng bột chiên ăn với qua lăng chiên. Ok, bây giờ xin ngừng chút xíu nha. Bỏ máy xuống là đi ăn cái hả? Chứ thấy Mai Lị ăn quá trời. Chị không nổi. Bye bye, see you later. Ok, cái quán này hôm nay mới khai trương. Mới khai trương thì sẵn dịp. Đừng quay con ăn nha. Mới đi Mai Lị. Mấy chị sáng dịp mới lên mấy đi ghé đây ăn luôn. Đó. Hồi nãy mấy đồ ăn nè. Vừa ăn xong. Vừa ăn xong hết rồi nè. Tàn dư nè. Đó. Hết trơn luôn rồi nè. Đây là mấy cái đồ để đựng vỏ nè. Đây một cái nè. Đó. Xoay qua đây một cái nè. Đó. Đây là cái vỏ nè. Đó. Trời ơi, nó vỏ quá. Vậy ăn hết rồi, chỉ còn vỏ thôi. Này bữa nay là tiệm này đây. Mới khai trương, tiệm này mới khai trương. Mới 2 ngày. Sẵn khai trương Mai Lị luôn, bánh đê luôn. 13 tuổi à. 13 tuổi mà bự quá trời bự luôn. Vậy không để 2 con. Lấy lại xuống Mai Lị. 2 Lũng bọc hết trơn. Đẹp á, lũng hết trơn. Ồ, lũng đồng quá chứ nồng. Ok, mình đây. Đây là khung cảnh của quán mới khai trương nè. Mình cũng sang lắm chứ. Đây là tiệm seafood. Đây là quay tiệm, quanh cái tiệm này. Đây nó có tổ lụa của nó nè, quá à trời, có tổ lụa này luôn nè. Xong rồi. Ok, happy birthday mày.